một phong cách cổ điển cho bạn. Chiếc loa này các bác có thể đặt ở kệ tivi, phòng ngủ, phòng học, phòng làm việc, phòng gì thì phòng, phòng nào cũng được. Được thiết kế với lại một con loa bát trúc toàn giải phía giữa, đồng hơi. Con này có thể chạy được USB thẻ nhớ Bluetooth nhé. Đây có cắm USB này, thẻ nhớ này. Các rắc cắm AUX để cắm điện thoại, máy tính, tivi, laptop vào đây nữa này. Cổng sạc Type-C này, trong này có pin này, pin mà loa. Bên trên này thì có cổng volume này, volume tổng to nhỏ này, tạm dừng EQI này, có cả chế độ nghe nhạc EQI nhé. Chọn chế độ vào ra, vân vân. Thì sau đây mời các bác nhé. Con này mức giá báo luôn cho bác mức giá 680k, khẳng định luôn là từ xong chưa mở vội con. 680k, thiết kế theo kiểu cổ điển độc đáo, bốn chân đế cổ điển bác nhé. Con mở đi, mở cho các bác nghe đi. Không biết trăng rơi bên thềm, chỉ có trong cơn mơ muốn em thêm. Bao đêm trôi qua đêm mơ, tôi muốn anh mong nhớ em. Đôi tay anh sâu đi buốt lạnh, đêm không ai qua vắng tay. Đêm cô đơn quên yêu anh, những ngày cơn mơ say xưa uống vang bao ngày qua. Chưa chan con tim yêu thương nồng nàn, đời đi đây chúng ta tuyết rơi về bên nhà xưa im lặng. Một ngày ngày non nơi xa xa, đôi mình cầu chẳng có trong em mang theo cơn mưa cuối đông thế gian. Trăng rơi bên thềm, chỉ có trong cơn mơ muốn em thêm. Bao đêm trôi qua đi mơ, từng ngày một anh mong nhớ em. Đôi tay anh tôi đi buốt lạnh, đêm không ai qua vắng tay. Đêm cô đơn quên yêu anh, những ngày cơn mơ tình yêu vang bao ngày qua. Chưa chan con tim yêu thương nồng nàn, đời đi đây chờ ta tuyết rơi về. Phong cách cổ điển rất là sang trọng luôn nhé, 680k. Được không ạ?